Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển U20 Qatar và U20 Australia. Đây là trận đấu thuộc lượt trận thứ ba của vòng bảng vòng chung kết U20 châu Á. Và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 7 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá của nhà cái thì các cầu thủ U20 Australia sẽ là những người đỉnh giá cửa trên và sẽ chấp U20 Qatar với mức kèo là 0,75. Mức kèo cũng có thể tăng một trái và tăng nữa là 1,25. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,25, 2,5 và 2 trái tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Review Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình, các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm dưới đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Thì trong quá khứ U20 Qatar và U20 Australia cũng chưa lần nào gặp nhau, cho nên cũng không có thông số đó đâu để gửi tới cho các bạn. Năm trận thi đấu gần nhất của U20 Qatar thì Qatar thắng 2 và thua 3. Năm trận thi đấu gần nhất của U20 Australia thì U20 Australia thắng 4 và thua 1. Và trận đấu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì mình chọn của đội tuyển U20 Australia chấp 0,75 hoặc là một trái. Vì sao? Thứ nhất là xét về thể lực và chiều sao đội hình, thậm chí là đẳng cấp ở thời hiện tại thì mình thấy là ở như trận vừa qua thì U20 Australia thi đấu cũng khá là tốt. Và nếu mà đánh giá thực lực thì hiện tại U20 Australia đang nhỉnh hơn U20 Qatar khá là nhiều. Thứ hai nữa thì xét về phong độ hiện tại thì thậm chí là U20 Australia cũng còn đang có phong độ tốt hơn U20 Qatar rất là nhiều nữa. Và ở lượt trận thứ hai thì U20 Australia cũng đã đá bại được U20 Iran đầy bất ngờ, và cái cơ hội đi tiếp của U20 Australia đang rất tràn trề nếu như ở lượt trận này họ đá bại đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng đó là Qatar. Thì mình nghĩ là U20 Australia họ sẽ cầm chắc tấm vé đi tiếp, cho nên nghĩ họ sẽ càng quyết tâm hơn. Và trận đấu này nhà cái thì đưa cái mức kèo là cũng chỉ từ một trái xuống, chỉ cần U20 Australia mà có thắng cách biệt một bàn trước U20 Qatar thôi thì chúng ta chọn của U20 Australia chúng ta cũng đã từ quầy kèo đã thắng kèo rồi. Tuy nhiên thì với phong độ ổn định thì mình nghĩ là U20 Australia họ cũng sẽ không dừng lại ở cách biệt một bàn đâu cho trận đấu này, và đầu tiên mình chọn của U20 Australia chắc nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,25 và hai trái. Thì mặc dù là lần đầu tiên gặp nhau, tuy nhiên thì U20 Australia là một đội bóng mạnh, còn Qatar thì họ cũng đang rất là cần bàn thắng để có thể là nuôi hy vọng đi tiếp, cho nên mình nghĩ trận đấu này sẽ có từ 3 bàn trở lên. Vì đó sẽ là 2-1 hoặc là 3-1 nghiêng về cho U20 Australia. Và đầu tư mình nữa ưu tiên đá cửa tài trận đấu này. Còn nếu như trận đấu này các bạn không tin tưởng vào Australia thì các bạn ưu tiên đá cửa tài không được. Còn ở mức hiệp 1 thì cái mức kèo chấp là 0,5 và sẽ một trái. Thì gì đó hiệp 1 với thể lực nhỉnh hơn và phong độ tốt hơn thì Australia họ sẽ có một hoặc là hai bàn dẫn trước. Thì một các bạn cũng chọn cửa Australia chấp nha và đợi tài hãy dồn thì vào. Tất cả trận đấu chốt kèo là chọn cửa U20 Australia và tài. Một cũng vậy. Chúc anh em may mắn nha.